Hey, hello anh em! Chào mừng anh em đã trở lại với channel của Mr T. Rồi, ok. Anh em nào mới đến kênh Mr T, nhớ để lại Mr T một đăng ký, một like và một comment nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Ok, hôm nay chúng ta sẽ làm gì anh em? Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đua top với con game gọi là một cái tựa game quanh bi, đó là Sumit World. Đấy, thì với cái tình hình của ngày hôm qua, anh em mới vừa hấp xong cái Top 1 Top 1 lấy Nami xong thì tôi đang chạy Nami nó vòng vòng Nhưng mà thôi Thôi thì hôm nay đổi lại tí xíu Để làm một cái content đó chính là hiện tại cái Đồ hình của tôi đang là 9 sao nha anh em Còn uh, Aukizi này là tôi mới chơi nè Mới được còn một nói chung thì chơi cho vui vẻ thôi Hôm nay tôi sẽ đổi lại Đổi lại tí xíu anh em đổi lại con con tướng mới đi cho nó đổi lại một gái mới cho nó đẹp nhé đổ rồi đổi lại con ấp sọt new world lên em đấy thì hôm nay tôi sẽ quyết định nâng thêm một con ấp sọt new world lên 10 sao nha này em 10 sao nhưng mà trước tiên mà để để hấp lên được thì uh, vô này hấp tí quà wow, anh em ơi Dù ơi, bữa nay mà nó cho cái rương răng bị gọi là khá là cù mấp cù mía gì đây nè đấy thì nói chung thì uh, chơi thì có một số anh em uh, tích nồi này nọ còn riêng tôi thì uh, có hàng là tôi xả nha anh em chơi game mà uh, phải gọi là trong cái tâm thế mà gọi là cho nó vui vẻ chứ không có gì mà phải không có gì mà phải mà giống như là phải tích hàng họ kiểu này nọ kiểu trên em mình chơi gọi là trên tinh thần vui vẻ có năm vé hả cái này thôi tiết kiệm 10 lượt rút đi nè năm vé thì rút cũng chả để làm gì cả ờ cái này hết rồi nè rồi tầm hôm nay thì để xem để xem thử nhận tí quà hấp tí quà anh em hấp tí quà đi đã hấp hết quà để lấy tí tài nguyên chúng ta mới vô chơi được chứ không là hỏng 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 sự kiện giới hạn hôm nay cũng là ngày nghỉ lễ đầu tiên của trong 30 tháng 4 anh em thì tranh thủ làm sớm video này cho anh em Rồi xong tôi sẽ up lên Tôi sẽ để tình trạng gọi là công chiếu nha Rồi xong chúng ta quẩy đi chơi lễ lọc các kiểu này nọ Kiểu con ra điểu chứ À này khai chìa khóa lên level 3 hả Rồi Thử thách tí anh em đấy kim cương đang còn 2k9 nè 2k9 để xem chắc còn hấp được tí quà hành trình thám hiểm nè lên lấy hai chìa đi lên lấy hai chìa tăng hai kỳ triệu hồi tình bạn à đang có 20 vé à rút anh em ơi rút tới đi cái đen thế nhờ nói chung là cái cái hàng họ mà rút là tôi khá là đen nha nói với bữa giờ rút trong cái phần quay mà gọi là chiêu mộ cao cấp này thật sự là khá là chán luôn đó anh em tôi rút rất là nhiều nhưng mà nó không ra tướng nào mà gọi là xịn sò cả ui dùi, nó ra tướng gì ngáo thật sự rồi có nhiều chơi hết bấy nhiêu nó rút còn thua thua cái mà vé chiêu mộ cơ bản nữa anh em nhìn nó ngán ngẩm kẻ mạnh thử thách thử thách hạ rồi thưởng rương cấp độ hai chìa tình hình là nhiệm vụ đúng không đây nhiệm vụ xong thành tích quốc tế lao động nhiệm vụ ok đấy điểm hiện tại là 572 572 còn thiếu tầm à, 250 202 nữa anh em tầm 202 nữa là sẽ đổi được một con UR nữa anh em khá là ngọt nhé Ok rồi quay trở lại đó chính là hôm nay tôi đã vừa lên hôm nay là ngày mấy anh em hôm nay là ngày 9 nhé ở hôm nay là ngày 8 nhé ở ngày 9 ngày 9 ngày 9 ngày 9 hôm nay là ngày 9 ngày 9 thì hôm nay tôi đã lên được cấp 74 đúng không cấp 74 thông báo cho những anh em mà thích kiếm trang bị nhé tầm cấp 74 là anh em sẽ được mở sự kiện mở level lên anh em tôi đang thiếu một D đây anh em ơi nói chung là sẽ có trang bị đỏ nha hoàn thành ải 200 và tôi hoàn thành ải 230 mở khóa 500 rương 550 rương đấy ok thì tăng cấp lên cấp 10 sẽ được nhận trang bị tím nè khá là ngon anh em Úi dùi ui 250 với lại 1300 1300 thì còn smoothly anh em còn lâu lắm lâu lắm Ok test thứ hai lần thử xem là có ra trang bị đỏ hay không nhé Ôi rồi ôi có cái trang bị đỏ này anh em Ôi rồi ôi công với lại Máu với lại công khá là chất mấy ông nói chung là trang bị đỏ cũng dễ ra đấy ok khá là ngon nhá trang bị đỏ này lên thì lập chiến của tôi lại tăng lên gọi là khá là ngọt anh em nói chung là tầm hai chìa mà đã tăng lên được như thế thì khá là ngon đây lại tiếp tục tiếp tục làm mới để mà kiếm uh, sở hữu tí tài nguyên nè thôi ok tầm như thế này có gì chơi đó anh em rồi để xem thấy có hiện tại uh, túi đồ đúng không tôi sẽ chỉ cho anh em một cách gọi là kiếm vé quay này nhé nói chung là trong cái mà liên minh đó anh em ở đây nó có một cái kho liên minh chiến một cái kho liên minh chiến nè ở đây hàng ngày anh em sẽ được mua uh, Mười vé đúng không? 10 vé là tầm là 200. Ở đây trang bị đúng không? Đặt vật phẩm vào tôi sẽ cho anh em trang bị 4 sao nha. Ờ trang bị của vậy. Đấy, ở đây anh em đặt nó sẽ tăng lên nè cho một số anh em à, anh em nào thích trang bị thì anh em cứ vào này sang nhé tôi sẽ đưa sẵn cho anh em vào kho liên minh chắc tôi sẽ hấp 200 lần anh em 200 lần hình như ở đây nó không cho trang bị bốn sao anh em ạ à. để tí nữa tôi đặt xong cái này tôi ra ngoài tôi xem nữa anh em Đấy, 165 179 Cho mấy anh em nào cần à, trang bị thì cứ vào đám húp nha Tôi hiện tại mấy trang bị này tôi cũng không cần nữa 207 nè Đây, vật phẩm anh em đổi full nhé Một ngày anh em đổi được 10 lần là được 10 vé quay Đấy Anh em nào mà xem được tới khúc này à, thì à, nhớ comment xuống cảm ơn tôi nha Vô test liền anh em có 10 vé quay là tôi sẽ YouTube. Đây, ở đây tôi có trang bị 4 sao khá là nhiều. Nhưng mà tại sao nó không cho đổi anh em? Chung là anh em thấy không? Có nghĩa là trang bị đỏ 1 sao nó sẽ là tầm 2k3, 5k 5k9 à. Nó tăng gọi là tăng khủng khiếp đó anh em, lực chiến nó tăng nhiều lắm á. Trang bị đỏ khác biệt hoàn toàn với là trang bị cam nha. Rồi có 10 vé quay thì tôi sẽ vô tôi xả ngay vào luôn anh em Ui dùi chấp bơ à Ơ mắc rô à Tôi đang chờ con chopper bơ mà nó không ra anh em Rồi tình hình để xem thử coi hôm nay có gì up? Nói chung là để mà up một con lên level mà 10 đúng không Lên tăng bậc tăng sao lên level 10 á là anh em phải cần à, 2 4 5, 5 con cấp 190 trở lên. Đồng thời anh em phải cần một phút 9 sao, phút 9 sao hiện tại tôi đang dư 2 phút anh em. Có 1 kích nữa nè. Kích cho lại con Melanga. Đấy, up con này thì cần phải là tốn 10k đá anh em ơi. Tôi đang có 6k4 à. Thiếu khá là nhiều nhé. Để xem còn sự kiện nào có đá nữa hay không đấy tầm này thiếu đá quá anh em ơi nhưng mà không sao ráng uh, nuôi cho con ốp sọt này, nó ăn học đầy đủ thử thách sức mạnh nè à? cái này đi rồi anh em cái này là gì có đá tôi thích sức mạnh thì đang kẹt ở ải 338 rồi hàng ngày hàng ngày full rồi anh em ơi thôi chúng ta sẽ đi chợ đen đi anh em tôi sẽ đi chợ đen để mà tôi mua nha tầm này đang có 2k9 đúng không 2k9 Ờ, đây. 1K. 1K3. 2K3 nè. Đủ chưa anh em? Đủ chưa? Đủ chưa? Túi đồ. Bọc phẩm hiện tại đang là 8K9, đang thiếu 1K1 nè anh em. 1K1 nữa. Hy vọng là đủ nhé. À đây đây đây. Trước tiên là tôi sẽ vô tôi uh, tăng sao à phân tách đi anh em phân tách đi phân tách đi chọn nhanh à đấy cho mấy con 4 sao này nó ra đi tìm đường cứu nước hết đi rồi tình hình lên được 9k3 đúng không 9k3 tôi cần phải mua uh, 8 con nữa 8 con nữa 8 con nữa rồi một, à Một lần 500 nó đủ nha em là một lần 300 nó đủ Ok lập nó nè Nói chung là xài kim cương mà chơi thôi rồi để xem để coi cái này chịu hồi free nè một túi berry ui dùi, một triệu một triệu berry luôn anh em ngon nhờ rồi tình hình là anh em để nhé lập chiến của tôi hiện tại đang là 1 triệu 1 một triệu không trăm k để tôi xem thử coi con tướng mà ấp sọt lên ấp sọt cho nó gánh tim anh em ấp sọt hiện tại là đang đang tổng bao nhiêu lực chiến đây? đây đây, 249 249k trước tiên là phải nâng cho nó một cấp này nữa đi nâng cho nó một cấp lên rồi hiện tại là đang 250 đúng không tăng sao nó lên tăng sao thì sẽ được nâng cấp lên là 2 20, 205 lên 255 công tăng thêm 20 phần trăm máu tăng thêm 20 phần trăm ngon phớt mấy ông ạ đấy một phút chính sao và cần 10k đá rất là tốn bán thận Rồi lập chiến là từ 250 lên 279 anh em Ui dùi khá là nụt Khá là nụt Rồi 280 là lên được tầm 30k Rồi lên 30k À lên 10 sao là mở được cái Cái này nữa anh em Cái này là cái gì Kỹ năng có hiệu lực Được kích hoạt máu 24k Công 1k4 Ui dù lên 12k anh lên khủng khiếp thế nhờ à viên đá xanh đúng không hình như viên đá xanh tôi nhớ là đang thấy ở đâu đó để xem vô tiệm nè đá xanh hình như là ở đâu đây tranh bá hả à đá, đây anh em nói chung thì đá xanh là 500 500 ui dù ui thôi tốn lắm mèo mười tốn lắm tốn lắm kim cương đã hết rồi để dành kim cương thôi đấy tầm mà lên kích duyên nữa nè kích duyên thì nhảy lên được tí xíu đặc chiến cổ vật à lên 10 lên 10 sao là mở được cổ vật nói chung thì một con tướng mà lên 10 sao là nó sẽ tăng tầm 50k 50k lực chiến anh em tầm 50k lực chiến cái này là 10 đúng không 10 là tốn tầm 500 500 em cương là hấp lên được tí xíu nữa rồi để mà lên tăng sao đúng không Ui dùi, tăng lên được sao vật lý Cái này gọi là E1 đúng không anh em Cần 5 trái thần thoại Khiếp 5 trái thần thoại và 15k 3 phút và 1 phút 9 sao Nói chung là những con tướng nào mà anh em xác định không lên nữa Thì anh em dừng lại ở 9 sao nhé Anh em mà tăng lên 10 sao là coi như là ăn cám đó mấy ông ạ Lên 10 sao là coi như là không có phút để mà chơi đâu rồi quay trở lại với câu chuyện đó là cái trang bị hồi nãy trang bị nào ta ví dụ như con ai này hiện tại là cái trang bị này đang là cộng 40 nha anh em cho anh em xem nè bây giờ tôi sẽ thay đổi nãy trang bị đỏ là cái món nào ta à đây anh em để ý nhé con này đang là cộng 41 cộng 41 với là đánh giá là 4k3 khi mà thay đổi vô con này đúng không con này sẽ là lên là công 838 và máu lên 631 đấy một cái món đỏ nó hơn một cái món mà anh em cộng 40 là gọi là lên hai trăm mấy đó anh em khá là ngon nhé giờ tôi cộng lại con này 40 nè Rồi, lật chiến đã lên được 1 triệu 052k Với cái tình hình gọi là khá là nụt Úi dù được hai món nữa anh em Có một thuyền viên 10 sao được hai món hai món đỏ nữa nè Ngon, phết anh em Tình hình này là gọi là khá là đỏ nhé Hiện tại đang cho con này Con này full chưa Đây, né tránh Úi dù đẳng cấp quá mấy ông ạ này gọi là khá là đuột. rồi hồi nãy còn một món một món đỏ này đúng không còn 49 494 thủ đấy lực chiến lên trang bị đỏ nó cứ nhảy lực chiến rất là nhiều nhé Hình như là trang bị đỏ này là bắt đầu cho ghép sao được rồi đó anh em tôi thử tôi gỡ con trang bị đỏ này ra đi bỏ ra. hấp thụ à có đá hấp thụ nữa nè anh em có đá hấp thụ nè khắc à cũng không biết anh em thôi cái đó thì khi nào nhiều trang bị tôi sẽ làm clip cho anh em xem sao nhé hiện tại là đến đây để xem nãy có một cái món hấp thụ để xem cái món nào ngon ngon tôi sẽ hấp thụ đây máu đây cho này tóc lên bầu kích nè đây máu với thủ anh em cường hóa nè à hấp thụ không có hấp thụ không có đây hấp thụ không có anh em nãy món nào có ta gỡ cái cây này ra nè thay đổi cho con à... a cho nó có đam tí nữa con này kích trực duy nhưng úp sọt nữa vui lên được 3 k 8 anh em ạ à. cường hóa nè nãy hấp thụ ở đâu đó? à là phải có trang bị đỏ nó mới ra hấp thụ được anh em nói chung là phải có một món đỏ nó mới lấy cái chỉ tiêu nó hấp thụ tôi hiểu rồi nè, ok thì để kiếm nhiều nhiều trang bị uh, sẽ làm cho nên em cái sự kiện đó sau nhá, mở ra được một trái ác quỷ hiện tại tôi đang có một cái con tướng để chọn nhưng mà chưa biết chọn con nào nè, thôi cứ từ từ sử dụng nè một triệu cái gì đây sau khi chết biến thành linh hồn có 5 phần trăm xác suất hồi sinh với 15 phần trăm máu xác suất hồi sinh mỗi hiệp tăng lên ngoài xong sau năm hiệp sẽ hồi sinh có nghĩa là nếu như mà nó trụ được năm hiệp nó sẽ hồi sinh anh em cũng khá là hay nhỉ trái yumi yumi nè trái này ok để đó rồi tình hình thì vô uh, hấp cái này cho hết Ok đấy nói chung là sự kiện giới hạn đổi Paris có được một con uh, Vita. Đây một con Vita. Rồi nói chung thì với ngày thứ 9 anh em ngày thứ 9 trên game này hiện tại tôi đã lên được một con Upshot lên 10 sao Lên được 50 cá lực chiến thì công của nó hiện tại đã lên được tầm uh, 5 50k công. Đấy, giờ tăng cấp nữa là lực chiến nó cứ nhảy mầm thôi Rồi, tầm lên được uh, như thế này Giờ tôi sẽ đi uh, hấp tí xíu cho anh em xem về cái độ mà thử thách này nhé Lẩm nó nè Đấy, xem thử cái độ trâu bò của con uh, upsort lên test hàng 11 sao ở uh, 10 sao cho anh em xem Rồi, tin nhắn ra nhắn đây, liên Super Anh à nhón, event đóng thiền tích cho được sao được không anh em Này không biết đam như thế nào anh em Nói chung thì con ai của tôi hiện tại đam cũng khá là ok đấy Con ai để đi BBB xứng anh em Kỹ băng hà, Akuji Rồi mấy cái ả này đánh bỏ qua cho anh em Thắng này anh em Dữ liệu lên một 1 triệu 7 đam Iron như là cũng lên được 1 triệu 1 Đấy Akizu cũng có đam anh em Nói chung thì cũng không lo lắng gì đâu Bây giờ Tầm này là leo cái này sẽ có đá cường hóa cho anh em chơi nè Đá tiếng hóa nè Tầm này vừa leo cái này là gọi là vi anh em Này chắc spam chạy được không có gì đâu. Đấy, leo giải 3 4 5 rồi. Ôi giù lên một con upsort a. À, 10 sao mà leo giải khá là phê phải không? Lên 10 sao mạnh khiếp nha. Nói chung là cũng không à, không tiếc kim cương anh em để lên được 10 sao là anh em cần phải hy sinh những thứ mà anh em cần phải có nhé. Rồi, đang cài cái ải 351. Rồi, ấp sọc đam vẫn gọi là khủng khiếp anh em. Ôi dù, giờ trang bị lỏ nữa. Ok, rồi. Thì anh em nhớ lên tầm 10 sao cho nó mạnh con game của mình nhé cho mạnh ngôn ạt của mình nhé Ok bye bye anh em hẹn gặp anh em vào clip ngày mai bye bye anh em mới đến kênh Mr. T nhớ đây là Mr. T đăng ký một đăng ký một like một comment nha em cảm ơn anh em rất là nhiều bye bye